Chúng ta ghi thêm cũng được và không ghi cũng không sao. Chúng ta hãy dò theo. Năm thứ nhất, chúng ta đọc văn thứ nhất 7 lần. Nguyên sách thì bằng 7 ngày. Tinh lành văn chúng ta đọc 2 lần. 4 chương 1 ngày bằng 11 ngày. Mát 2 lần. 4 chương mỗi ngày bằng 8 ngày. Chính thư tín ngắn của Phao-lô 13 ngày. Philip Colossae thứ nhất và thứ hai Tê-sa-lô-ni-ca, thứ hai Timôthê và Tít Philemon mỗi sách trong một ngày, mỗi sách đọc trong một ngày. Riêng Galati, Ê-phê-sô và Timôthê thứ nhất mỗi sách đọc hai ngày. Tin lành Luca 4 chương, một ngày bằng 6 ngày. Tin lành Luca 4 chương cho một ngày sẽ bằng 6 ngày, đọc sẽ hết. Sách công vụ 4 chương thì một ngày bằng 7 ngày. Công vụ 4 chương trên một ngày thì bằng 7 ngày hết. Sách Roma 3 chương cho một ngày bằng 5 ngày sẽ hết. Tân ước 3 lần, 3 chương một ngày. Có nghĩa là một ngày chúng ta đọc 3 chương Tân ước bằng 174 ngày. Rồi hết một năm đầu. Qua năm thứ hai, chúng ta bắt đầu đọc sách Châm ngôn 4 lần, một chương cho một ngày bằng 120 ngày cho sách Châm ngôn. Gióp Thi Thiên Trường Đạo Nhã Ca 2 chương từ mỗi sách này cho một ngày là bằng 106 ngày. Bạn sẽ đọc hết các sách Châm ngôn trước khi sách Khôn ngoan trước khi hết Châm ngôn. Sách Khôn ngoan là sách gì? Truyền đạo. Khi bạn đọc Thi Thiên làm dấu những Thi Thiên này. Khi bạn đọc Thi Thiên thì làm dấu những Thi Thiên này. Nếu bạn muốn đọc và học trở lại, hãy đọc Thi Thiên với một chương, hãy đọc hai Thi Thiên với một chương và Châm ngôn trong một ngày. Đọc mỗi ngày cho mỗi một tháng. Đọc mỗi ngày cho mỗi một tháng. Tôi đọc như vậy chỉ những người có nắm tài liệu trên tay và những người thêm video phải chạy tới chạy lui mới ghi lại được. Vì cái này là cái lịch đọc không thể ngân nga hoặc là giải nghĩa gì được hết. Chỉ đọc để ghi chép lại thôi. Tới đâu rồi? Văn thứ nhất Ê-phê-sô, Philip Colossae, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, Gia-cơ Roma, đoạn 5 đến đoạn 8, văn 14 đến 17 là hết năm thứ hai. Qua năm thứ ba, đọc hết nguyên cuốn Kinh Thánh, một chương trong Tân Ước mỗi ngày. Có nghĩa là mỗi ngày phải đọc một chương ở trong Tân Ước. Như vậy 6 ngày một tuần. 6 ngày một tuần là gì? Có nghĩa là một tuần chúng ta đọc hết 6 ngày. Một ngày thứ bảy, ngày thờ phượng. 2 chương trong Cựu Ước mỗi ngày. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta đọc trong Cựu Ước là 2 chương. Lúc nãy Tân Ước đọc bao nhiêu chương? Hả? 1 chương. Năm chương trong Cựu Ước một ngày mỗi tuần. Có nghĩa có một ngày trong một tuần đó chúng ta đọc một lượt 5 chương. Cái lịch như thế nào mình cứ dở ra, mình cứ làm y như vậy. Vì sao? Mình không cần suy nghĩ. Vì sao? Vì mình sẽ không khôn hơn những người đề ra cái giáo án này. Amen không ạ? Khỏi suy nghĩ cho nó mệt. Rồi chúng ta sẽ bước qua chủ đề 7, giới thiệu về chìa khóa để học Kinh Thánh. Bây giờ mới bắt đầu là học Kinh Thánh. Từ sáng đến giờ là gì ạ? À? Đọc Kinh Thánh. Bây giờ mới là học Kinh Thánh. Cái gì cũng quan trọng hết.
Chủ đề 7 đó là giới thiệu về chìa khóa để học Kinh Thánh. Một, đọc và tương giao. Đọc và tương giao, đọc hết Kinh Thánh và hoàn thành nhật ký thuộc linh. Đọc, rồi gì nữa? Tương giao. Tương giao là gì? Đọc rồi còn phải tương giao nữa. Nói đến tương giao, chúng ta nhớ đến hai chiều. Đọc Kinh Thánh và tương giao. Có nghĩa đọc rồi giống như là mình với Chúa trò chuyện, đọc Kinh Thánh và tương giao với Chúa. Đọc xong lắng nghe, đọc xong cầu nguyện. Đọc và tương giao. Đọc hết Kinh Thánh và hoàn thành nhật ký thuộc linh. Hoàn thành nhật ký thuộc linh. Điều thứ hai mà chúng ta phải có là sự thành tâm. Phải thành tâm. Trước khi đọc học Kinh Thánh là chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Hiểu chưa ạ? Và có nhật ký thuộc linh. Bắt đầu nhắc đến sự thành tâm. Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 15. Ai đó đọc? Hãy chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Chúng ta giảng dạy lời gì ạ? À? Của lẽ thật. Cho nên chúng ta phải công tâm, chúng ta phải chuyên tâm mà tìm kiếm lời lẽ thật. Chúng ta không có lẽ thật thì chúng ta giảng bằng lẽ giả. Nói vậy cho dễ hiểu. Lẽ thật là chân lý. Chân lý là không có một sai trật nào mới gọi là chân lý. Chân lý là đời này sang đời khác không biến đổi và thay đổi một điều gì mới gọi là chân lý. Chân lý không phải ngày nay như thế này, ngày mai như khác. Thời cũ ước như thế này rồi tân ước nó sẽ khác. Thời ân điển nó sẽ khác. Không có đâu. Chân lý là bất di bất dịch, không sai trật và không đổi dời. Chúng ta học chân lý để chúng ta rao truyền chân lý. Amen không ạ? Amen không ạ? Cho nên chuyên tâm là như thế. Chuyên tâm có nghĩa là tập chú và hết lòng hết dạ để tìm kiếm lẽ thật. Hãy chuyên tâm cho được đẹp ai à? Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những người làm công không chỗ trách được. Khi chúng ta tìm kiếm lời Chúa, chúng ta đọc lời Chúa là chúng ta đang làm việc cho Chúa đấy. Đang học lời Chúa, chúng ta cũng là người làm công cho Chúa đấy. Đọc lời Chúa cũng mang lại kết quả, học lời Chúa cũng mang lại kết quả, chia sẻ lời Chúa là kết quả cuối cùng. Chúng ta là người làm công không chỗ trách được. Nhưng mà chúng ta phải chuyên tâm, không lững lờ, không làm cho có làm được. Hãy chuyên tâm. Tôi nói quý vị một điều. Có nhiều người không chuyên tâm và không có nghĩ rằng mình học cho mình. Rất nhiều người không có kết quả. Tôi hy vọng rằng bởi tình yêu của Chúa và năng quyền của Chúa, tôi nói là những người ngồi đây sẽ chuyên tâm và tất cả đều kết quả cho Đức Chúa Trời. Không có người nào học xong là đầu dở hơi nữa. Amen không ạ? À? Khi mà tôi nói cái câu nó hơi quá đáng này, khi mà chúng ta muốn bỏ cuộc thì nhớ là thầy Lâm nói là đừng trở thành người dở hơi. Mà ít nhất cũng là một truyền đạo, ít nhất cũng là một mục sư, ít nhất cũng là một nhà truyền giáo. Amen không? Amen không? Tôi hỏi lại, mục đích học Kinh Thánh để làm gì? Đến trường Kinh Thánh AVBI này để làm gì? Học để làm gì? Đừng nói là chưa biết mục đích. Học để hầu việc Chúa. Trong hầu việc Chúa đó là mục sư, giáo sư và truyền giáo. Amen không ạ? Còn nếu mà không có mục đích đó thì ở nhà chúng ta học chăn bày là đủ rồi. Chăn bày giảng dạy lời Chúa, chúng ta cũng trưởng thành mỗi ngày, chúng ta cũng thánh hóa mỗi ngày. Nhưng mà dám bước đến, dám nghĩ đến trường Kinh Thánh, dám nghĩ đến một chức vụ. Dám nghĩ đến chức vụ chúng ta sẽ thành công. Phi-e-rơ Chúa chọn thì làm sao Chúa không chọn chúng ta được. Rồi chìa khóa để học Kinh Thánh phải kỷ luật bản thân. Chìa khóa để học Kinh Thánh là gì ạ? Kỷ luật bản thân. Ở đầu giờ chúng ta đã học
Thời gian tối thiểu, tôi lúc nãy tôi nói trước cái bài học này, thật ra chỗ này chưa dạy mà tôi đã nói trước, tối thiểu là gì ạ? 15 phút. Lưu ý nè, thời gian tối thiểu đọc và tương giao với Chúa 15 phút mỗi ngày. Nhớ biết tối thiểu và tối đa không? Tối thiểu là cái mức ít nhất, tối đa là mức lớn nhất mà Chúa ân điển cho chúng ta. Một ngày đọc và tương giao với Chúa tối thiểu là 15 phút. 15 phút nhanh lắm, 15 phút nhanh lắm. Rồi gì nữa? Thời gian tối thiểu học lại là cũng 15 phút thôi. Ở đây ai muốn học 15 phút mỗi ngày? Ai muốn học được 30 phút mỗi ngày? Ai muốn 15 phút mỗi ngày? Đưa tay tôi xem nè. Ai muốn học từ 30 phút trở lên 1 tiếng? Đưa tay tôi xem nè. Tạ ơn Chúa. Điều đó là tốt lành. Đừng bao giờ nghĩ đến tối thiểu. Tôi hỏi câu hỏi này, trả lời nó giống như là sự kêu gọi của Chúa, sự đáp lời. Chúng ta muốn ở chức vụ nào, nhỏ hay là lớn? Quét nhà cũng là hầu việc Chúa, giảng dạy cũng là hầu việc Chúa, truyền giáo cũng là hầu việc Chúa, giáo sư cũng là hầu việc Chúa. Nhưng mà buông ra chọn, chúng ta chọn điều gì? Hiểu chưa? Có hiểu chưa? Có hiểu chưa? Không ngu gì chúng ta chọn những điều nhỏ đâu. Vì chúng ta biết được Chúa quý mình lắm. Chúa kêu gọi mình để làm việc nhiều cho Chúa, chứ không phải là tham lam. Amen. Không phải là tham, nhưng mà ý muốn của Chúa là nó như vậy. Hãy chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đúng không ạ? Như người làm công không chỗ trách được. Kế tiếp đó là kỷ luật. Không có kỷ luật là không xong. Không có kỷ luật là chúng ta sẽ bị bỏ nửa chừng. Tôi hỏi lớp học này, bao nhiêu phần trăm bỏ nửa chừng? Đọc Kinh Thánh và tương giao với Chúa mỗi ngày tốt lắm, một tháng, hai tháng, ba tháng thứ ba không thấy nữa, bỏ nửa chừng. Có không ạ? Có ai đã từng lên lịch đọc Kinh Thánh sốt sắng lắm, ngày nào cũng Chúa ơi con đây, Chúa ơi con đây, chừng ba tháng đâu mất tiêu. Đưa tay tôi xem nào, trong cái bọn nó có tôi nữa. Rồi điều quan trọng nhất, thất bại mình biết. Cái người ngu nhất đó là người ngu mà không biết mình ngu, cho nên mình mãi là người ngu. Đúng không ạ? À? Mình ngu mà mình biết mình ngu là sẽ không còn ngu nữa, vì mình sẽ thay đổi. Dễ hiểu không? Cái người tội nặng là tội là người gì? Không phải là giết người mà tội nặng. Đúng không ạ? À? Cái người tội lỗi nặng nhất đó là mình có tội mà không biết mình có tội, cho nên mình không thoát tội, mình không sửa tội. Hiểu chưa? Có hiểu chưa? Mình biết mình có tội, mình là tội nhân thì mình làm gì? Đừng làm tội nhân nữa. Chìa khóa là kỷ luật. Không có kỷ luật là không được. Đời sống chúng ta phải có kỷ luật. Tình yêu thương phải kèm theo kỷ luật mới là được. Kể cả con cháu chúng ta cũng phải có kỷ luật nữa. Là thầy cũng phải có kỷ luật nữa. Tại sao quý vị tôi thấy tôi không? Tôi tới sớm là gì? Tự tạo nên mình một kỷ luật. Kỷ luật. Mình muốn dạy cho người ta điều gì, trước hết thì làm gương. Không làm gương dạy nó cũng nghe nữa đó. Nhưng mà ra khỏi phòng nó xí một cái. Nhiều người hút thuốc, đúng không? Uống rượu. Con lên mười mấy tuổi thấy nó cầm được thuốc sợ lắm. Sao mày hút thuốc? Từ đây sao không được hút thuốc? Quý vị nó nghe không? Nghe chứ cha mà. Nó ra khỏi nhà nó, ông hút đó sao? Nó phục không? Nó phục không? Không. Mình không có hiếu mà bắt con nó có hiếu với mình được không? Không được. Mình không nhịn nhục, nó biết không? Tụi bay an tâm đi nha, tao đọc xong Kinh Thánh này, tao qua tao xử thằng hàng xóm này liền. Nó để ý đó, nó cũng y chang như vậy đó. Amen không, lúc nào?
Mình phải là người làm gương, tất cả đều làm gương. Mỗi lần mấy đứa mà ở huấn luyện nhà tôi viết kinh thánh đó, quý vị biết không? Tôi là người viết trước nó đó. Khi kiểm tra có viết kinh thánh hay không, chép kinh thánh hay không, tôi phải là nhiều hơn nó đó. Để sao ạ? À? Thứ nhất là khích lệ nó. Thứ hai là ổng là mục sư, ổng còn viết, mà mình là gì mà không viết. Hiểu chưa? Có hiểu chưa? Và tất cả tôi xem như là lãnh đạo, chúng ta phải làm gương. Trở thành lãnh đạo phải làm gương. Rồi, hết chủ đề mấy rồi? Hết chủ đề 7, qua chủ đề 8 luôn. Những công cụ hữu ích, những công cụ hữu ích để học kinh thánh. Tôi thường thường chia sẻ với lớp học và những học trò của tôi đó là trong lúc này tôi ít có tìm hiểu những cái bài giảng và những sách vở lắm. Nhưng mà đừng bắt chước trong lúc này. Vì sao vậy? Vì những cái điều đó tôi đã trải qua rồi, chứ tôi không phải là siêu nhân. Tôi đã tìm tòi các tài liệu, tôi đọc, tôi học đủ thứ hết rồi. Bây giờ tôi chỉ cách lắng nghe sự mặc thị để tôi dạy lại thôi. Amen không ạ? À? Nhiều người nghe tôi nói vậy, tôi không vừa ý với mục sư Lâm. Có nghĩa là không còn đọc, không còn tìm gì nữa. Có thời gian đâu nữa mà đọc. Mọi người hiểu chứ? Nhưng những người mới cần phải tham khảo những tài liệu. Tham khảo những tài liệu. Những công cụ hữu ích trong học kinh thánh đó là gì ạ? À? Thứ nhất là có kinh thánh tham khảo. Kinh thánh chính thức là kinh thánh tham khảo nữa. Là gì nữa? Rồi tham khảo ngoài kinh thánh nữa. Nhiều tài liệu để giúp cho chúng ta nghiên cứu. Vì hãy nhớ nè, những người mà biên soạn những cái chủ đề này, chủ đề khác, môn này, ngôn khác, họ được Chúa soi dẫn. Họ được sự sức dầu trong thời điểm đó, chúng ta vẫn học được. Học để bổ sung những gì chúng ta không biết. Kinh thánh chúng ta mở ra, chúng ta không hiểu, chúng ta có quyền tìm tài liệu. Lúc mà chúng ta mới nhé. Lúc mà chúng ta mới. Còn bây giờ nếu không hiểu thì làm gì ạ? Làm gì ạ? Làm gì? Không biết à? Có những vấn đề gì mà chúng ta không hiểu thì nhật ký thuộc linh mở ra. Thứ nhất, cái thứ hai, chúng ta học bao nhiêu môn rồi, liên quan môn nào lật ra, nó nằm ở trong đó, nó về đức, nó về quy quyền, đúng không ạ? À? Có học chưa? Môi ra. Vấn đề mà học kinh thánh, những cái công cụ này nha, không phải ai cũng áp dụng. Nhưng mà những người không có điều kiện theo học thần học, theo học trường kinh thánh. Cho nên tôi nói quý vị là học phải ráng nhớ dùm. Khi mà đề cập đến, lập tức chúng ta nhớ. Quan trọng là nhất chúng ta nhớ. Chứ đừng ôm cái tập tài liệu đó mà sống với nó. Làm cái kho sống và kho chết. Kho chết có nghĩa là kho sống này nó quên á. Có thể mở tài liệu ra. Ở trong mỗi môn đều có tài liệu trong tay, đúng không ạ? À? Hiểu chưa? Đó là ngoài kinh thánh đó. Đó là kinh thánh ngoài kinh thánh. Những tài liệu để góp phần làm sáng tỏ kinh thánh. Những gì chúng ta là có lợi hơn những người khác là gì? Chúng ta có gì ạ? Tài liệu trên tay. Giờ hiểu chưa? Đó là những công cụ hữu ích để học kinh thánh. Đọc xong rồi học kinh thánh. Chúng ta quên, chúng ta không hiểu ý nghĩa. Thì tại sao chúng ta không mở những gì chúng ta học ra? Tài liệu nắm trên tay hết rồi. Mà muốn nhanh nữa, gấp nữa. Alo thầy ơi. Hoặc là nhắn tin. Mấy phút là xong. Nhưng mà hãy mày mò chừng nào bí hả tới thầy nhé. Tham khảo ngoài kinh thánh có nghĩa là những cái điều mà ngoài kinh thánh giúp cho chúng ta hiểu kinh thánh. Rồi bối cảnh của mỗi sách. Bối cảnh là quan trọng lắm. Bối cảnh lịch sử ở trong chương trình học cuộc đời Chúa Cứu Thế vừa rồi. Thầy nào dạy đó? Thầy Hào đúng không? Đó là bối cảnh lịch sử, nói lại những giai đoạn, những biến cố mà Chúa Giê-xu từng trải trên đất này. Có nhớ không ạ? À? Có đúng vậy không ạ? À?
Đó là những điều mà chúng ta phải nhớ để áp dụng trong lúc chúng ta học Kinh Thánh. Lúc nào Chúa làm phép lạ, ở đâu, ở thành nào Chúa làm gì sống. Qua những cái môn học đó chúng ta nắm vững rồi, đúng không ạ? Quên mở Kinh Thánh ra, xin lỗi, tài liệu ra. Bối cảnh của mỗi sách, rồi bản đồ, biểu đồ, chú thích. Bản đồ là gì? Ở trong bản đồ của Kinh Thánh cũng có Chúa Giê-xu ở chỗ này, đi chỗ khác. Cái lịch trình của Chúa người ta vẽ kỹ hết rồi. Vẽ kỹ hết. Không hiểu thì nhìn rõ trong chú thích. Thứ hai nữa là Thánh Kinh Chỉ Nam. Thánh Kinh Chỉ Nam có nghĩa là người ta sẽ hướng dẫn cho mình tìm ha, cái chủ đề đó nằm đâu, từ ngữ đó nằm đâu. Đây là cái cách mà tự mình học, tự mình trang bị, tìm kiếm. Nhưng mà tôi mới nhắc với lớp học của mình, nếu mà chúng ta học trường Kinh Thánh này tiếp thu thật tốt, thì sẽ không cần một sách nào nữa đâu. Amen không ạ? Nó nằm trọn vẹn hết rồi. Nó nằm trọn vẹn hết rồi. Cho nên học phải nhớ. Nhớ mà còn không nhớ thì tài liệu nắm trên tay. Năm nay chúng ta học có tài liệu sẵn trên tay rồi, có trực tiếp, đủ thứ hết. Đủ cách để chúng ta môi trở lại, chúng ta tìm hiểu. Ngày xưa không có vậy đâu. Học xong, tốt nghiệp xong mới nắm được tài liệu trên tay. Mà cũng không có trực tiếp như vậy nữa. Như vậy chúng ta quên, chúng ta có thể xem lại được, đúng không? Còn ngày xưa quên một cái là rồi. Cho nên đừng có cái dịp tiện nào mình ỷ lại. Giúp cho chúng ta quên, chúng ta có cái kho để nhắc lại. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là biết trong lúc học. Biết trong lúc học. Biết trong lúc học là tốt nhất. Học đến đâu chúng ta sẽ hiểu đến đó. Học hết năm 1, năm 2, năm 3 chúng ta phải có giá trị tương tự như vậy. Amen không ạ? Tôi nhắc lại, đừng bao giờ ỷ lại vào tài liệu. Cũng đừng ỷ lại vào những cái video này. Chúng ta xem lại, nó không có đủ thời gian bằng chúng ta ngồi đây đâu. Tôi nói lại như vậy cho những người mà ngồi đây phải quý giá những cái giờ ở tại nơi đây. Chi tiết của mỗi sách của Kinh Thánh. Trong Thánh Kinh Chỉ Nam sẽ có chi tiết của mỗi sách của Kinh Thánh. Các nghiên cứu được khảo cổ học xác nhận của Kinh Thánh. Thứ ba đó là từ điển Kinh Thánh. Gồm có các câu Kinh Thánh nơi mà có thể tìm từ một chữ, gõ một chữ, nó sẽ ra cái từ gì đó. Bây giờ rất là tiện lợi. Không có nắm một cuốn sách nào trên tay hết. Lên Google gõ một phát là nó ra. Kinh Thánh điện tử gõ một phát nó cũng ra. Hết sức là tiện lợi. Ví dụ trong lúc chúng ta cần gấp gì, chúng ta vô cái chỗ Kinh Thánh, phần mềm Kinh Thánh đó, chúng ta gõ chữ đức tin, nó ra hàng ngàn chữ đức tin. Hiểu chưa? Nhưng mà đây là giáo án, chúng ta phải nói hết. Đây là cái cách mà thực hiện là đơn sơ nhất mà con người không có một phương tiện nào sử dụng Kinh Thánh và sách. Chúng ta bây giờ rất là tiện lợi hơn ngày xưa rất là nhiều. Cho nên chỉ một việc đó là chú tâm vào học mà thôi. Hết lòng mà học thì cái thuận tiện hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa cầm cái điện thoại chỉ nghe gọi thôi. Bây giờ chỉ cầm một cái điện thoại thôi làm được tất cả mọi sự. Nhưng mà quan trọng nhất cầm điện thoại để xem, tìm kiếm Kinh Thánh, ý nghĩa Kinh Thánh, hay là chơi game mới là quan trọng. Hay là một điều gì đó nhảm nhí trên đó không có lợi cho chúng ta, nó mới là quan trọng. Tự nhiên tôi nhớ là một điều và tôi hay nhắc mọi người, chính bản thân tôi nữa. Không phải học trường Kinh Thánh mới là quý giá thời gian. Mỗi người Chúa cho một ngày bao nhiêu à? 24 giờ như nhau. Tôi làm được nhiều việc không phải là tôi được 25 giờ. Quý vị có 23 giờ không phải. Tất cả đều 24 giờ. Mà điều quan trọng nhất trong 24 giờ mình làm cái gì cho kết quả chính linh hồn mình và chức vụ mình. Đúng không ạ? Có đúng không ạ? Một
là làm cho lợi linh hồn và chức vụ mình, đó là kinh thánh và kinh thánh, nguyên cứu kinh thánh. Thứ hai, kiếm tiền. Được không? Có được không? Có nghĩa là luôn 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 đi xong, vừa làm công việc của Chúa, học lời Chúa, giảng dạy lời Chúa, vừa kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Chính đời sống mình và giúp đỡ người khác nữa. Không làm gì mà giúp đỡ ai. Quý vị biết không? Tôi và nhà tôi và chức vụ của tôi thật sự, nếu mà tôi không cần làm gì cũng sẽ, Chúa không để cho đói đâu. Nhưng mà hết làm điều này để làm điều khác để gì nữa? Nếu không làm vậy thì làm sao mang mệnh những đứa khó khăn? Amen không ạ? Có amen không ạ? Làm sao mà giải cứu người này người khác nữa? Và hết thời gian làm hết điều này làm điều khác. Thậm chí vào toilet cũng không để cho nó vô ích nữa. Đọc cái gì đó. Không phải là khổ ghê, đó là khôn ngoan đó. Amen không ạ? Vì nó sẽ trôi qua. Quý vị xài 8 tiếng đồng hồ như thế nào? Tôi xài 8 tiếng đồng hồ, tôi không để không giờ nào hết. Không có lợi cho hội thánh, không có lợi cho chức vụ thì tôi sẽ kiếm tiền. Mọi người hiểu không? Nếu mà chúng ta sống như vậy làm sao chúng ta nghèo được? Amen không ạ? Có amen không ạ? 24 giờ như nhau mà sẽ có người nghèo, người giàu. 24 giờ như nhau, có người thì chức vụ làm không hết, có người thì chủ nhật thấy mặt mừng, muốn xỉu rồi. Không ấy anh ấy ảnh ngã. Đúng không ạ? Vẫn 24 tiếng đồng hồ như nhau. Khôn ngoan đó là chuyên tâm tìm kiếm lời Đức Chúa Trời. Làm cái gì đó có lợi liên tục. Không có lợi cho mình thì cũng có lợi cho người khác. Chứ đừng có lợi cho kẻ thù mình được rồi. Kẻ thù mình là ai? Là ma quỷ. Ăn chơi xa đọa, đúng không? Ăn chơi xa đọa, phục vụ xác thịt là có lợi cho ai? Nó đó. Amen chưa? Gồm có các câu kinh thánh, ở trong từ điển kinh thánh thì gồm có các câu kinh thánh, nơi mà có thể tìm từ một chữ nó sẽ ra. Từ điển Hy Lạp, từ điển Hebrew. Rồi thứ tư là kinh thánh, từ điển gồm có các danh sách liệt kê tất cả các người, đồ vật liên quan tới kinh thánh. Thứ năm là giải nghĩa kinh thánh, chú giải kinh thánh. Ngày xưa tôi hay dùng cái này. Cái lúc mà tôi làm cán bộ tôi biết gì đâu mà giảng, vậy mà tôi đã giảng rồi đó. Tôi đọc kinh thánh không biết, tôi lấy cái cuốn sách này ra, một bên thì cuốn kinh thánh, một bên thì khách giải kinh này. Lúc đó tôi cũng chưa có mạnh mẽ gì mấy, nhưng mà tôi chuyên tâm, tôi tìm kiếm, tôi khao khát. Tôi giải được không? Vẫn được. Từ một đứa bé 5-7 tuổi trở lên một hội thánh, không nhỏ tí nào. Quan trọng nhất là tấm lòng của mình chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có những lúc tôi không biết gì hết, tôi lên tuốt trên Bến Tre, tôi nghe một mục sư truyền thống giảng, tôi ghi âm lại, từ đó tôi nghe, tôi về nhà tôi giảng lại y chang vậy đó. Được không? Vẫn được. Bây giờ làm vậy chắc không được, nhưng mà lúc đó là được. Tùy theo hoàn cảnh, có những lúc chúng ta phải dùng tài liệu này, nhưng có lúc chúng ta không cần nữa. Không cần nữa. Có một ông mục sư đầy ơn, người giảng dạy, tôi không dám nhắc tên. Lần đầu tiên ông được bắt tem Đức Thánh Linh. Và Chúa đã dùng một người trưởng lão hiền nhất trong tổng hội. Ông này là một sư truyền thống. Một trưởng lão trong tổng hội hiền nhất, và chạy đến quẹo trái quẹo phải ha. Vì ông này chưa từng biết nhà ông mục sư này. Tự nhiên Chúa dùng ông này chạy xe tới. Từ ở ngoài xông vào. Vừa gõ cửa mấy cái là xông vào vô, lật đổ hết các kệ sách. Kêu ông này dẹp mấy vụ này đi. Cần là Đức Thánh Linh. Ông này nóng lắm. Trợn con mắt lên. Thằng này nó điên rồi. Thằng này nó dám đụng tới rồi. Đúng không? Mình là lớn nhất, nhưng mà bắt đầu ông hiểu ra một điều. Nếu Chúa không làm, cái ông này không
bao giờ dám như vậy. Vì ông này vừa hiền vừa nhát nữa. Tự nhiên lật đổ hết các kệ sách, nguyên cứu giống như một cái kho sách của ông. Ông biết điều gì xảy ra. Ông cho chở ra hết nhà ông. Cái ngày đó ông lên ông cầu nguyện, vợ ông báp têm Thánh Linh trong ngày đó. Chúa xác nhận là phải có báp têm Thánh Linh và để cho năng quyền Đức Thánh Linh vận hành trên chức vụ ông, chứ đừng có sách vở nữa. Mọi người hiểu chưa? Có hiểu chưa? Cái giai đoạn đầu ông phải học, phải đọc, nhưng mà đến lúc đừng có trông vào cái sách nữa, mà phải trông vào dẫn dắt liên tục của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ đó, ông đầy quyền năng của Chúa. Nhưng có những lúc chúng ta phải học, phải nguyên cứu, phải có tài liệu này, tài liệu khác. Nếu không, chúng ta sẽ không hiểu kịp. Tôi nói vậy không phải là tôi cấm tất cả đừng đọc sách. Sách chú giải rất là dễ hiểu đó. Có nghĩa là kinh thánh nào đó, câu mấy, đoạn mấy đó, mình mở ra giải thích rất là cặn kẽ, dễ hiểu lắm. Có thể là xài một cuốn đó là đủ nếu mà chúng ta gấp trong chức vụ đó. Một cuốn thôi, chú giải mà, đúng không? Đọc đó giải nghĩa là mình hiểu liền, áp dụng liền. Sáu là sự hài hòa những sách tinh lành. Những sự hài hòa của sách tinh lành biên soạn lại từ bốn cuốn tinh lành nói về cuộc đời Chúa Giêsu. Có một quyển sách từ bốn sách tinh lành người ta biên soạn lại, rồi khai thác những khía cạnh, giống như Luca thì khai thác ở khía cạnh này, Matthew khai thác khía cạnh khác, người ta tổng hợp lại rất là hay. Thứ bảy là bản đồ Kinh Thánh căn cứ theo thời gian của Kinh Thánh. Quý vị ơi, có một người đó, một lần đầu tiên đến được đất nước Israel, đất nước Do Thái đó. Tự nhiên một đoàn khoảng gần 10 người, 7 người đi, tự nhiên mất hết một ông. Kiếm một hồi, kiếm mãi mới thấy ông ngồi thu lưu trong một cái góc. Ông khóc như trẻ nít. Ông khóc. Ông ôm mặt ông khóc. Mấy người kia hỏi tại sao khóc. Quý vị hiểu tại sao không? Chưa từng đi đến đất nước Do Thái. Lần đầu tiên đi đến đó, ông chung đi đến những cái chỗ mà Chúa Giêsu từng cầu nguyện, từng làm cái gì đó. Ông lập tức, ông khóc. Quý vị hiểu điều gì không? Có hiểu không ạ? Có nghĩa là cái điều mà ông học, cái điều mà ông đọc từ nhỏ tới bây giờ mới thấy. Ông xúc động. Ông hình dung ở chỗ này, cái tảng đá này Chúa từng khóc lóc ở đây nè. Bây giờ mình đã gặp rồi. Ông khóc. Quý vị ơi, chúng ta ao ước được đến đó, nhưng mà Kinh Thánh cũng viết cho chúng ta biết hết mô tả. Chưa có tiền đi thì hãy xem Kinh Thánh. Amen không ạ? Kinh Thánh chép như thế nào? Ông nói rằng Kinh Thánh chép như thế nào, nó có y như vậy. Bây giờ ông đã gặp. Chúng ta sẽ kết thúc chủ đề 7. À, xin lỗi. Chủ đề 8. Kết thúc chủ đề.